em nhớ là bạn này ta. Ủa nhớ nhầm người không bạn em? Tiền á. Nhớ nhầm người không? Còn chị nào nữa không? Còn nhiều lắm chị đó không? Chị này kia. Chị này bữa đó. Ủa bữa đó chụp hình. Chụp hình lấy một khác người đúng hay là? Đúng rồi, khác người. Đúng rồi chị, đúng rồi. Không thể khóc đâu con trai à. Vậy là bữa nay thứ hai triệu mấy người được nhiều nhất da lắm mà bác. Bữa anh nằm ở đâu rồi? Cái bàn đầu tiên, cái bàn thứ hai á. Cái bàn thứ hai, cái giường thứ hai á. Giường thứ hai. Dạ. Ừ. Vì tưởng là cho tôi tự đưa lên thớt không. Hình như là nha. Con bé này. Ừ, chén đã ăn vừa rồi. Vừa miệng rồi. Hay là chơi nhà chầu đi mấy đứa. Chị mày cũng phải đi thử không anh? Có mấy đứa nói chuyện nói mà lâu chứ. Ý là nhiều quá, vứt bớt đi hả? Cầm cho chị chút luôn đi. Thank you.
Em mong đi lẻ hay đi được trường không? Dạ. Em mong đi lẻ hay đi được trường không? Sống kiểm thấy hết rồi, sống nóng lắm. Thì giật nó. Ôi không? Chị gì dữ vậy? Có tăng quá. Tăng chạy tăng luôn nha. Tìm vật thổi thì mình anh chị em. Tăng luôn nha. Mai mối chị đi chưa? Chị... Không bỏ hết đi mà. Này không bỏ hết ta đừng cho bỏ luôn hết trời. Cho được mặt đi. Em chưa biết. Em vừa đang làm gì đi kia? Đâu rồi em làm. Anh ta mà xấu cho đi đặng đúng không? Ta ở bên này thì lừa cho thoải mái rồi, anh ta ném cức, ném bồ vô đồng bào mình rồi, anh ta mình như chuyện rất là ăn chơi chạy múa. Chờ sẽ hỏi là tại sao cái kênh YouTube của mình và của anh ta lại bật hình ảnh xóa lẫn nhau. Thì thật sự mình giải thích cho bạn dễ hiểu gì luôn, là mình phải ép buộc anh ta xóa hết hình ảnh của mình trên kênh YouTube của anh ta, chứ anh ta không tự nguyện xóa video của mình trên kênh của anh ta nha các bạn. Chặt cú liếm, ảnh cú liếm bài bản đó cho bạn nhận dung như bữa mình đi chơi.